Đây là kèo Underdog nha các bạn. Đây, nhấn vào đường link để dưới phần mô tả nó sẽ hiện như vậy nha. Rồi, ta vào phần thả dù nha. Đây. Rồi lấy địa chỉ quý ETH ở quý chết hay là quý MetaMask rồi được nha các bạn. Rồi mình lấy xong mình dán vào nộp. Đây, có 50 đồng nha các bạn. Đây, có 50 đồng điện báo nha các bạn. Đây nè, nó có nè, anh đã góp cộng đồng 6 triệu và lốt khoảng 20% nha. Có lộ trình rõ ràng nha, tới ngày 31 tháng 3 nó sẽ phân phát nha các bạn. Này miễn phí nha các bạn, anh góp miễn phí nha. Nó sẽ phân phối sau khi kết thúc nha các bạn. Đây có nè. Được 50 mã thông báo nha. Đó. Bán trước luôn nha. Tổng cung nó có 30 triệu nha các bạn. Anh là góp 6 triệu. Và bán 15 triệu nha. Đó, lộ trình rõ ràng nha các bạn. Nhanh tay thì còn các bạn ơi. Đường link mình để dưới phần mô tả đó. Rồi nếu mà thấy hay nhớ cho một like và một lượt đăng ký nha. Đó, có sẵn nha các bạn. Rồi có thông báo là nghe nó. Tranh thủ các bạn ơi. Còn có 16 ngày nữa à. Rồi nếu mà thấy hay nhớ cho một like và một lượt đăng ký nha.